Trong một diễn biến nóng, các nhà chức trách Ukraine vừa lên tiếng cáo buộc Nga đã phóng 36 máy bay không người lái tấn công do Iran sản xuất nhằm vào miền nam Ukraine chỉ trong một đêm, làm hư hại cơ sở hạ tầng ở khu vực Odessa, Mykolaiv và Kherson. Theo Reuters, quân đội Ukraine cho biết các hệ thống phòng không của nước này đã phá hủy 27 máy bay không người lái của Nga. Thống đốc Odessa Oleg Kipper cho biết cơ sở hạ tầng hậu cần của Ukraine đã bị tấn công nhưng không có báo cáo về thương tích. Reuters không thể xác minh thông tin một cách độc lập thông tin từ Ukraine, hiện chưa có bình luận ngay lập tức từ Nga. Trong khi đó, theo Rafael, cuộc tấn công của Nga và Odessa ảnh hưởng trực tiếp tới hai thành phố Reni và Izmail, làm hư hại các cơ sở cảng và cơ sở sản xuất ngũ cốc. Một số mảnh vỡ của máy bay không người lái của Nga cũng hạ cánh xuống lãnh thổ Rumani, khiến những người sống ở khu vực biên giới lo lắng mặc dù không hứng thiệt hại hay thương tích nào. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine trong báo cáo hàng ngày hôm 10 tháng 10 tuyên bố, Nga đã thực hiện một cuộc không kích khác nhằm vào Ukraine, sử dụng 36 máy bay không người lái tấn công loại Zahed-136-131. Trên chiến trường, quân đội Ukraine cho biết đã đẩy lùi 5 đợt phản công của Nga ở vùng đông bắc Kharkov và các vùng phía đông Lugansk, Donetsk. Bộ tổng tham mưu Ukraine cho biết, các lực lượng Ukraine đang tiếp tục các hoạt động tấn công ở khu vực Bakhmut của Donetsk và theo hướng Melitopol của vùng Zaporizhia ở phía nam. Kể từ khi bắt đầu cuộc phản công, quân đội Ukraine đã cố gắng giành lại Bakhmut, một thành phố bị lực lượng Nga chiếm giữ hồi đầu năm nay sau nhiều tháng giao tranh đẫm máu. Quân đội Ukraine cũng tập trung tiếp cận thành phố Melitopol trong nỗ lực cắt đứt cây cầu đất liền nối lãnh thổ do Moscow chiếm đóng ở phía đông với bán đảo Crimea, vốn đã bị Moscow sáp nhập vào năm 2014. Lực lượng Nga vừa tiến hành một cuộc phản công cục bộ, đáng kể nhằm vào cố gắng bao vây tiền tuyến phía đông tại thành phố chiến lược Adyivka, nơi được ví như Bakhmut thứ hai của Ukraine. Nhiều nguồn tin xác nhận rằng xe tăng và xe bọc thép chở quân của Nga đang tiến về phòng tuyến của Ukraine, đều hỗ trợ bởi các cuộc không kích bắt đầu vào khoảng rạng sáng ngày 10 tháng 10. Lực lượng của Kiev đã bảo vệ các vị trí phòng thủ rộng lớn ở Adivka kể từ năm 2015. Thành phố này nằm ngay phía bắc của thành phố Donetsk do Nga kiểm soát, sau khi bị lực lượng ly khai do Moscow hậu thuẫn chiếm giữ vào năm 2014. Vitali Barabat, người đứng đầu chính quyền thành phố Adivka, nói với hãng tin AFP trong hơn một năm qua, đã có nguy cơ Adyipka có thể bị chiếm đóng, nhưng hiện tại tình hình đã trở nên tồi tệ nhanh chóng. Ông Barabas cho biết quân đội Nga hôm 10 tháng 10 đã tiến hành một loạt pháo binh vào buổi sáng và bắn không ngừng vào Adyipka. Sĩ quan cảnh sát địa phương Pablo Diachenko cho biết Adyipka hiện là nơi sinh sống của 2.000 người. Ông nói rằng thị trấn đang phải trải qua một cuộc tấn công bằng pháo binh dữ dội. Các bài đăng trên mạng xã hội chưa được xác nhận từ bên trong Abdiivka cho biết, vào chiều muộn ngày thứ Ba mùng 10 tháng 10, lực lượng Nga đã tiến hành 5 cuộc tấn công riêng biệt và phòng tuyến của Ukraine với sự yểm trợ bởi các cuộc không kích và pháo binh. Nhưng tất cả nỗ lực của Nga đều thất bại và họ không giành được pháo đài chiến lược này. Trong tâm của các cuộc tấn công được cho là làng Berdychi. Đoạn video chưa được xác nhận được đăng trên một nền tảng quân sự của Nga dường như cho thấy các trực thăng Mi-28 của Nga bay qua thành phố và bắn tên lửa. Một nền tảng quân sự Ukraine đã công bố một đoạn video của nhà hoạt động ủng hộ Kiev, Anton Gerachenko. Trong đó cho thấy, một chiếc xe tăng Nga dẫn đầu một đoàn xe bọc thép ở khu vực Abdiivka, vô tình rơi khỏi một cây cầu tấn công. Trong khi đó, Kiev vẫn đang cố gắng phản công để giành lại lãnh thổ do Moscow kiểm soát. Cuộc phản công đó diễn ra với tốc độ chậm và phải trả giá đắt bằng tổn thất về quân đội của Ukraine và trang thiết bị của phương Tây. Các quan chức Ukraine cho biết, chiến lược của họ là làm giảm hiệu quả chiến đấu của quân đội Nga bằng cách tiêu hao thay vì cố gắng giành được những lợi ích lãnh thổ lớn. Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ, được công bố lúc 0 giờ ngày 11 tháng 10 theo giờ Việt Nam cho biết, lực lượng Nga đã tăng cường tấn công về phía Tây Bắc và về phía Tây Nam Adipka. Lực lượng Nga cũng tấn công về phía Tây Nam Orykiv trên phòng tuyến Patikatki, Zerabianki. Việc Nga tấn công tăng cường ở các khu vực Adipka và Zerabianki trùng hợp với các đợt tiến công cục bộ khác ở tỉnh Luhansk và phía đông tỉnh Zaporizhia. ISW cho rằng những động thái này thể hiện mục đích ghim chân Ukraine, ngăn chặn đối phương, truyền lực lượng dự bị đến các khu vực quan trọng của mặt trận ở phía Tây tỉnh Zaporizhia, trong đó có Rabotino. Trong 24 giờ qua, lực lượng Ukraine tiếp tục các hoạt động phản công gần Bakhmut và ở phía Tây tỉnh Zaporizhia, từ đó đạt được những bước tiến được xác nhận ở khu vực giáp danh của hai tỉnh Donetsk, Zaporizhia. Kiev Post dẫn báo cáo thực địa đưa tin cho biết máy bay chiến đấu Nga đã thả ít nhất 10 quả bom nặng 250 đến 500 kg xuống các vị trí của Ukraina xung quanh thị trấn Adiivka của vùng Donetsk vào sáng ngày mùng 10 tháng 10. Những tuần gần đây, phi công Nga đã chuyển từ trạng thái tranh tấn công các vị trí tiền tuyến Ukraina sang tấn công trực diện trong các cuộc không kích phối hợp với hàng chục máy bay chiến đấu. Mỗi chiếc mang ít nhất hai quả bom thông minh, còn gọi là bom lượn. Các đoàn máy bay đã tận dụng khả năng của loại bom này có thể lướt trong không trung tới 50 km, một số ước tính là 70 km. Từ khi được thả cho đến khi đến mục tiêu để nằm ngoài tầm bắn của các hệ thống phòng không Ukraine, Yuri Ihanat, phát ngôn viên không quân Ukraine, trong một tuyên bố ngày 9 tháng 10 cho biết, Ukraine không có phương tiện hiệu quả để đánh chặn các quả bom lượn đang bay tới hoặc ngăn chặn máy bay Nga ném loại bom này. Ông Ihanat cho biết, những quả bom nặng nhất có thể lên tới 1,5 tấn, có sức tàn phá khủng khiếp. Những loại bom có kích thước như vậy đủ khả năng sang bằng tòa nhà 14 tầng hoặc đào hố có kích thước bằng bể bơi. Các binh sĩ nữ đoàn phòng vệ bờ biển Nga làm nhiệm vụ tại khu vực đồng bằng sông Donetsk tại Kherson đã xác định và vô hiệu hóa một nhóm trinh sát phá hoại của Ukraine ẩn giấu trên một con tàu bỏ hoang được trang bị thiết bị tác chiến điện tử. Theo chỉ huy lữ đoàn súng trường cơ giới với biệt hiệu Shaman cho biết, chúng tôi phát hiện một nhóm gồm khoảng 8 người trên đảo. Họ tiến lên phía trước và ẩn náu trong một con tàu bị trôi giặt sau trận lũ. Đối phương đã chọn con tàu này để ẩn nấp cùng với một số thiết bị tác chiến điện tử. Chúng tôi quyết định tấn công nó bằng tên lửa dẫn đường từ xe tăng. Vì chỉ huy kết luận, chiếc xe tăng đã hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt kẻ thù. Giờ đây, những chú chim, Ý chỉ UAV của chúng tôi có thể bay lượn tự do mà không có sự can thiệp từ bên ngoài. Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video máy bay chiến đấu ném bom Su-34 của Nga thực hiện nhiệm vụ trong vùng hoạt động đặc biệt oanh tạc mục tiêu quân sự Ukraine. Theo video ghi lại, máy bay ném bom Su-34 của Nga đã tiến hành cuộc không kích dồn dập vào xe bọc thép, nhân lực và các cơ sở quân sự của Ukraine. Máy bay ném bom Su-34 được thiết kế để mang các tên lửa chính xác và thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu trên mặt đất cũng như mục tiêu trên không của đối phương. Máy bay ném bom tiền tuyến Su-34 của Nga gần đây đã được nâng cấp để phóng tên lửa siêu thanh và tên lửa hành trình tầm xa, biến chúng trở thành vũ khí răn đe chiến lược. Theo đó, Ria Novosti cho hay, Nga đã nâng cấp các máy bay ném bom tiền tuyến Su-34 NVO khả năng mới để phóng tên lửa siêu thanh và tên lửa hành trình tầm xa bản thân tên lửa hành trình hay tên lửa siêu thanh không phải mới, nhưng chúng không nằm trong hệ thống vũ khí của Su34 trước đây. Việc tích hợp các vũ khí này lên Su34 là giải pháp mới nhằm làm tăng tính đa dạng trong quá trình tác chiến.